Hello, Nguyễn Đức Long xin trân trọng kính chào đại gia đình trong bản tin của buổi tối hôm nay. Và lời đầu tiên cho Long kính chúc đại gia đình một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Thì kính thưa quý vị, buổi tối hôm nay thì Long lại chia sẻ với quý vị một sự đau lòng mà điều đó không đáng xảy ra, nhưng mà không ngờ cái câu chuyện này đã lại xảy ra. Thì thưa quý vị, nhưng mà trước khi Long đi vào câu chuyện thì Long cũng xin bằng phép kính thưa với các cô chú, ông bà, anh chị em và các bạn một lời xin lỗi đến từ Nguyễn Đức Long, cho Long xin lỗi quý vị. Tại vì trong những ngày gần đây thì có một số người không biết rằng là khán giả thân yêu của Long hay là đĩa vào mà giả danh là người cái như rằng là thân thương trong cái kênh của Long. Thành ra nhiều người nói rằng là anh Long ơi, tại sao các cái kênh kia nó chửi mạnh quá, nó thu hút lượng khán giả rất nhiều mà anh thì anh không có chửi. Thì Long cũng xin thưa thật với quý vị thế này, là cái câu chuyện mà bảo Long chửi á, thì Long nói thật quý vị là Long chẳng qua là Long chỉ phân tích thôi. Đối với cái drama, từ cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng cho đến cái drama này, thì Long cũng là người chỉ phân tích câu chuyện ai đúng ai sai, chứ thật sự Long không phải là người mà đi chửi lộn ở trên mạng, là Long không làm được. Và Long chỉ nói là nói lên cái gì mà người nào làm sai, cái điểm sai của họ chỗ nào, và họ làm sai với ai, và người nào làm đúng, làm tốt thì mình phải đề cao họ lên và mình ủng hộ cho cái người đó. Còn những người sai thì mình không thể mà cổ xuyến cho họ làm sai. Mà một khi mình không có cổ xuyến cho họ thì mình phải vạch trần cái sự thật họ ra qua những cái bài phân tích của mình, chứ không phải là mình chửi. Thành ra là nếu như cả nhà của Long thì chắc có lẽ là đã hiểu cái tính của Long từ xưa đến giờ rồi, đúng không? Còn là những nếu như mà đĩa người ta vào ta yêu cầu cái chuyện đó, thì có nghĩa rằng là đó là chẳng khác gì là người ta họ đang muốn cài Long. Thì thưa quý vị là điều này không bao giờ mà cài Long được. Mấy anh đĩa chị đĩa ơi, nếu muốn nghe thì vào nghe chơi, còn không muốn nghe thì đi ra khỏi nhà Long, chứ đừng có bao giờ mà vào đây mà để mà châm chích hay hoặc là cài cắm nói chuyện này chuyện kia, khó lắm. Rồi thì thôi quý vị, thưa quý vị là đến đây Long xin đi vào câu chuyện. Nói thật quý vị, nếu mà nói về nhân vật Kim Nga, hôm nay chúng ta sẽ bàn về nhân vật Kim Nga tiếp tục lần hai. Thì thưa với quý vị, Kim Nga là một người mà kề cận với cố nghệ sĩ rất là nhiều năm, cụ thể là 13 năm ròng rã. Kim Nga đi cùng với cố nghệ sĩ, lo lắng cho cố nghệ sĩ từng miếng ăn giấc ngủ, từng bộ trang phục và mọi thứ, là từ nhận show cho đến đi đi diễn là do một tay Kim Nga lo. Nhưng mà khi cố nghệ sĩ mà chưa mất, chỉ mệt thôi, còn hấp hối trên giường bệnh, thì cố nghệ sĩ đã bàn giao cho Kim Nga tất cả mọi thứ. Nhưng còn riêng cái chìa khóa của cái kết sắt, cố nghệ sĩ cũng bàn giao cho Kim Nga luôn. Nhưng mà không hiểu vì sao cái đứa con vô ơn này, không hiểu sao mà nó lại 1, 2, 3, 4, lúc đó nó đòi Kim Nga phải đưa chìa khóa cho nó, còn nếu không thì tất nhiên không được. Và hai người giằng co và la lối y đùng trong cái bệnh viện lúc bấy giờ. Thì thưa quý vị, có nhiều người chứng kiến và tỏ ra vô cùng bức xúc. Ba nuôi mình thì đang nằm trên giường bệnh, đang nằm từ giờ thập tử nhất sinh như vậy đó, rất là nguy kịch, mà không lo cái chuyện cho ba, mà lại cứ đi về rồi cái là thỉnh thoảng tới là đòi chìa khóa, cái sắt nào rồi đòi 1, 2, 3, 4 phải đưa ba về. Nhưng mà trong khi á, thưa với quý vị, trong cái câu chuyện này mình phải nói cho nó rõ. Ví dụ người ông bà mình còn thường có cái câu đó nói rằng là còn nước thì phải còn tát, thì có nghĩa rằng là khi người ta còn thở thì phải buộc lòng phải cho, để cho người ta ở đó, cho bệnh viện lo lắng chăm sóc, còn hơn là đưa về nhà. Chỉ trừ trường hợp là những người mà họ không thương yêu, họ muốn đưa về nhà là tất nhiên rút ống oxy ra là đi đó. Thì tại sao cái con vô ơn này lại làm những cái hành động đó, là một. Thứ hai nữa là bây giờ thưa với quý vị, là cái câu chuyện tại sao phải đòi cái chìa khóa. Nhưng mà rồi cuối cùng thì nhiều người chứng kiến, thành ra người ta họ muốn mua cái rầy rà ở trong cái bệnh viện đó, thành người ta nói thôi
con đưa ha, em đưa cái chìa khóa cho nó cho rồi, cho nó đi cho rồi, cho quất con mắt, chứ để chị nó tới đây nó quấy đại hoài. Rồi cái người bệnh cũng không nằm yên được, cũng không có nghỉ ngơi được, thì làm sao mà lấy lại sức khỏe. Rồi Kim Nga buộc lòng phải đưa, đưa một cái về thì thưa với quý vị á, về là tập trung vô làm liền ha, hồ sơ giấy tờ chuẩn bị sẵn hết. Khi có nghệ sĩ vừa nằm xuống cái nhắm mắt cái là làm giấy chứng tử liền, chứng tử là kẹp vô là đi làm hồ sơ đi sang tên nhà đất. Đó là một cái điều người ta họ đã có cái ý định, có cái âm mưu từ đầu, từ xưa rồi chứ không phải bây giờ. Nhưng mà tiếc một điều rằng là thưa các quý vị rằng là lúc đó là cô Sáu, gia đình cô Sáu chú Bảy chưa hề biết được cái trường hợp này xảy ra. Thành ra cô Sáu chú Bảy cứ lo cái chuyện đám tang, đám tiếc đồ này kia mọi thứ cho nó xong, chứ còn cô Sáu chú Bảy chưa nghĩ đến cái chuyện tài sản. Nhưng không ngờ cái con này nó quá lanh đó, lanh mà lanh mưu đó quý vị à, thành ra là cuối cùng nó đi làm cái việc này. Thì cuối cùng phỏng ta trên cô Sáu chú Bảy thì không kịp trở tay. Thì chính vì cái lẽ đó khi cô Sáu biết được sự việc thì cô Sáu đâm đơn kiện. Mà theo tôi nghĩ rằng là cô Sáu kiện hơi bị muộn một chút xíu, nhưng mà cũng không có gì quan trọng. Vì là dù muộn là có nghĩa là so với cái thời điểm mà cái con vợ ơn này nó đã sang tên giấy tờ. Chứ còn thực sự ra đó cũng không muộn. Thì bây giờ nói thật quý vị thế này, đó là một cái điểm mà chúng ta đang nói tại sao con vợ ơn phải làm như vậy. Rồi tiếp tục khi mà 49 ngày của cố nghệ sĩ, vừa 49 ngày của cố nghệ sĩ, thì trong cái hình ảnh video clip, hình ảnh video clip mà Kim Nga đang ngồi đốt giấy tiền vàng bạc ở phía trước, thì là con vô ơn này nó nói, nó đuổi thẳng luôn. Bây giờ chị về nhà đi, ở đây tôi không cần chị nữa, tôi không có cần chị giúp việc nữa, thôi chị về nhà, chị dọn đồ về nhà đi. Nói như vậy, Kim Nga hai hàng nước mắt rơi xuống quý vị, rơi rớt xuống. Mà nói thật với quý vị rất là đau lòng, thấy Kim Nga lúc đó, nói thật quý vị đau lòng lắm. Tại vì sao? Nói thật quý vị, con người sống với con thú, con vật, ví dụ như con chó, con mèo mình nuôi trong nhà, mình còn mến chân mến tay, trước khi ra đi nói thật quý vị còn bình rịn. Huống thay chi là bây giờ nói thật quý vị, cái người với người mà cố nghệ sĩ rất tốt với Kim Nga và Kim Nga cũng rất tốt với cố nghệ sĩ, thì tại sao mà cái những con người này á, họ là ai, họ có cái quyền hành gì mà khi cố nghệ sĩ nằm xuống là đuổi hết, không cho ai vào đây, không cho ai ở lại. Đó là một điều mà nói thật với quý vị rất là đau lòng. Nhưng mà thưa với quý vị, thời bấy giờ đó thì mọi người đều bị nó dẫn dắt là con ruồng, thành ra ai cũng vào cũng ủng hộ nó và coi như là quay ngược lại tấn công gia đình cô Sáu chú Bảy, thậm chí luôn cả Kim Nga. Có nhiều người cho rằng là bây giờ tôi mướn anh phụ giúp việc tôi, thì bây giờ là cha tôi mất rồi, là anh đi về. Nhưng mà thưa quý vị rằng là dù muốn dù không á, muốn về thì để cho Kim Nga coi như rằng là lo lắng đòn vẹn, ví dụ như là một năm đi, về cũng được, chăm sóc bàn thờ hương khói cho nó cho nó ấm áp chút xíu. Đằng này cái tình cái nghĩa mười mấy năm trời mà cuối cùng bây giờ chỉ trong vòng có bao nhiêu ngày là đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà. Đó là một điều việc làm tôi nói thật quý vị quá tàn nhẫn. Nói về lương tâm, xét về lương tâm, về đạo đức, về nhân cách, không còn quá tàn nhẫn. Đối xử với một con người như vậy là quá tàn nhẫn. Rồi thì chính vì cái lẽ đó thưa cho quý vị, nhiều khi nói ra đó thì mình nói thì nó tội cái miệng, chứ còn nói thật quý vị rằng những con người này thì họ làm như vậy thì trước sau giờ họ cũng gặt hái những cái quả báo, chứ không phải là gặt hái được cái thành công đâu, cái quả báo đó chắc chắn là như vậy, không bao giờ thoát khỏi được. Thưa quý vị, 100% những người này họ sẽ gánh đủ ha. Rồi tôi thưa với quý vị, rồi đến hôm nay đây lên tiếp nữa cái câu chuyện nữa là đến hôm nay cái đứa vô ơn này đưa lên cái bảng mà mà vi bằng, thì phải nói rằng là khi mà Hồng Phượng nói một câu có một cái giọng nói hỏi là chính con Vân hỏi đó, chứ mày là họ gì, thì lúc đó Hồng Phượng mới nói rằng là ta họ gì kệ cha ta kệ mẹ ta. Thì mà mình phải nói rằng cái câu này nó nằm trong nguyên một cái cụm từ, thì có nhiều từ, thì nó phải mình phải nói rằng là cái câu chuyện phải có đầu có đuôi và có khúc giữa nữa. Đằng này nó cắt cái khúc giữa, nó tung lên mạng cái, thì lúc bấy giờ cộng đồng mạng lên rất là ghét Hồng Phượng vì với cái cách ăn nói hỗn xược,
À là nó kệ mẹ tao, tao họ gì kệ mẹ tao. Nhưng mà thưa với quý vị, cái câu chuyện nó không phải là vậy. Câu chuyện này nó phải có đầu có đuôi. Thì bây giờ hôm nay quả báo, à cái đứa con vô ơn này đưa cái vi bằng lên, thì nhiều kênh YouTube khác vào phân tích. Và thưa quý vị sẽ nhìn thấy trong cái bản vi bằng này và các kênh YouTube đã phân tích, thì quý vị thấy tôi không đi sâu vào. À, tôi vì tôi nói đến đây là cái thời lượng nó không còn. Thì có nghĩa rằng là ví dụ như Mi Xu Thiền đi cũng đã phân tích cái bài này, à, cái vi bằng này. Thì cái vi bằng này thì bây giờ người ta mới lật lại, người ta xem ra đó thì mới thấy, mới chứng hững là cái con vô ơn này nó chỉ cắt một đoạn ngắn, nó đẩy lên mạng để vô tình, nó là không phải là vô tình mà cố tình để cho cộng đồng mạng tẩy chay Hồng Phượng, ghét Hồng Phượng. Là cái lý do đó là cũng là một trong những lý do chính đáng mà để cho cộng đồng mạng tẩy chay Hồng Phượng là vậy đó quý vị. Thì bây giờ cái vi bằng này đưa lên cái, à đưa lên cái thì bây giờ là lòi ra là câu chuyện nó có đầu có đuôi, à có khúc giữa. Thì bây giờ người ta mới vỡ òa ra là Hồng Phượng là bị hàm oan bấy lâu nay, à là vì cái con này nó dùng trò khích tướng để chi, để Hồng Phượng bực tức lên nói câu đó. Mà nói câu đó là phải có cái nguyên nhân từ đầu như thế nào chứ không phải vậy. Rồi thì thôi, đến đây Long cũng xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và hiện nay Long có bán mật ong rừng và nước hoa quý vị nha, nước hoa hương hoa đến từ Pháp. Cả nhà mình có ai có nhu cầu sử dụng xin ủng hộ Long. Một chai như thế này là 320k, bao ship toàn quốc quý vị nha, bao ship toàn quốc ạ. À, bao ship toàn quốc. Rồi mong cả nhà ủng hộ Long và Long xin chân thành cảm ơn. Rồi chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Xin kính chào.